Dự báo thời tiết chiều và đêm 28 tháng 9, phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa mưa to, có nơi mưa to và dông, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Thủ đô Hà Nội, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ.